Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SVS House. Và như các bạn thấy đấy, trên tay mình đang cầm một sản phẩm màu trắng vô cùng đáng yêu ở đây. Và đây chính là máy nghe nhạc Arthur & Thorn Activo CT10. Các bạn biết điểm đặc biệt của chiếc máy này là gì không? Đây chính là sự kết hợp đầu tiên giữa Arthur & Thorn và Global, một công ty của Nhật Bản chuyên về dịch vụ xin nhạc chất lượng cao. Và giá của sản phẩm này tại SVS House đang là 8.500.000 đồng. Mình sẽ để link mua hàng ngay phía dưới để các bạn có thể tham khảo nhé. Còn chi tiết sản phẩm này thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu video ngay bây giờ. Ta-da! Và đây là chiếc hộp của chúng ta, trông khá đơn giản đúng không nào? Và bây giờ các bạn hãy cùng mình unbox chiếc hộp sản phẩm này nhé. Ở đây, nhà sản xuất chỉ để một số thông tin hết sức cơ bản của thiết bị để mọi người tiện theo dõi. Phía mặt trước, chúng ta có tên sản phẩm Activo. Và đây là chiếc logo mình tin sẽ khiến nhiều bạn kích thích. Đó chính là logo chuẩn âm thanh Hi-Res Audio. Phía sau hộp sản phẩm thì có các thông tin được in bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ở bên ngoài, cạnh của chiếc hộp ta có một chiếc tem siêu có in logo của Qualcomm aptX HD, hứa hẹn mang lại khả năng phát nhạc qua tai nghe Bluetooth cực kỳ ấn tượng. Phía dưới chiếc tem là thông tin phiên bản bộ nhớ, màu sắc cũng như mã định danh của sản phẩm. Tương tự như thiết kế bên ngoài thì cách bài trí bên trong cũng hết sức đơn giản. Chúng ta có một chiếc túi ni lông để đựng sản phẩm. Bên trong là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy nghe nhạc Arthur & Thorn Activo CT10. Tiếp theo là hộp đựng phụ kiện bao gồm sách hướng dẫn sử dụng, một chiếc cáp micro USB để sạc cho thiết bị cũng như truyền tải dữ liệu từ PC sang thiết bị. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tặng cho anh em một chiếc túi chống sốc để các bạn có thể bảo quản thiết bị tốt hơn trong quá trình sử dụng. Khác với những chiếc máy nghe nhạc của Arthur & Thorn với thiết kế góc cạnh, sắc sảo, có màu sắc kim loại và làm bằng nhôm phay, Activo CT10 được nhà sản xuất hướng đến đối tượng người dùng trẻ nên thiết bị được hoàn thiện từ polycarbonate với màu sắc tươi sáng, trẻ trung. Các cạnh của thiết bị được bo tròn giúp cho cảm giác cầm nắm và sử dụng trên tay được thoải mái, không bị cấn hay khó chịu. Chính vì thế nên nhìn tổng thể của em nó có hơi bầu bĩnh và mập mạp một chút. Phía trước là màn hình LCD có kích thước 3,4 inch được đặt lệch sang phía bên trái. Phía dưới cạnh góc phải là một nút home để quay trở lại màn hình chính. Và ở phía trên các bạn có thể thấy một núm xoay màu xanh ngọc được thiết kế khá nổi bật, giúp cho các bạn có thể điều chỉnh âm lượng. Khi xoay núm này thì mang lại cảm giác hết sức là thích thú, phát ra tiếng kêu vui tai. Phần núm này được thiết kế với các điểm G giúp các bạn có thể thao tác dễ dàng trong quá trình sử dụng thiết bị. Ngay trên này thì các bạn có thể thấy một nút nguồn và jack cắm tai nghe 3,5mm. Ở phía dưới được trang bị cổng micro USB. Bên cạnh trái các bạn có 3 phím cứng được thiết kế dạng tròn để tạm dừng cũng như là chuyển tiếp giữa các bài hát. Ngoài ra các bạn cũng có thể nhìn thấy ngay phía dưới này là một khay cắm thẻ nhớ micro SD có thể mở rộng lên đến 400GB. Giá thẻ nhớ trên thị trường không quá mắc, vì vậy các bạn có thể dễ dàng mở rộng dung lượng cho phù hợp với nhu cầu của mình. Về phía mặt sau được in logo của sản phẩm cũng như một số thông tin định danh ở phía dưới. Về việc bài trí màn hình cũng như các phím giúp tối ưu cho việc sử dụng máy nghe nhạc này bằng tay trái. Màn hình có thiết kế độ rộng vừa phải nên là kể cả những bạn có bàn tay nhỏ cũng có thể dễ dàng tiếp cận hoàn toàn các khu vực của màn hình. Tiện thể nhắc đến cổng tai nghe 3,5mm thì chiếc máy nghe nhạc này cũng có thể đóng vai trò như một DAC âm thanh rời cho máy tính để xử lý âm thanh tốt hơn. Và đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc tai nghe True Wireless có trang bị công nghệ aptX HD để nghe thử sản phẩm này. Bây giờ chúng mình hãy cùng kết nối và trải nghiệm nhé. Đầu tiên, các bạn nhấn và giữ nút nguồn vài giây để bật nguồn. Logo màu xanh sẽ xuất hiện khi khởi động máy. Activo CT10 có nhiều tính năng hấp dẫn như Bluetooth aptX HD cho phép chơi nhạc không dây chất lượng cao. Ngoài ra, khả năng kết nối Wi-Fi để cập nhật firmware cũng như truy cập kho nhạc lưu trữ tương thích trên máy chủ DLNA hoặc stream nhạc từ các dịch vụ nghe nhạc. CT10 có thể là chiếc máy nghe nhạc giá rẻ duy nhất có thể chơi được file nhạc MQA. Dành cho các bạn nào chưa biết thì file nhạc MQA có chất lượng ngang với đĩa CD nhưng dung lượng nhỏ hơn rất nhiều và tốc độ stream nhạc cao. Và theo công bố của nhà sản xuất thì thiết bị này có thể đọc được hầu hết các định dạng âm thanh. CT10 cũng được nhà sản xuất ưu ái trang bị Teratone, một module phần cứng nhỏ gọn kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến của Arthur & Thorn. Teratone có thiết kế độc quyền, bao gồm nhiều chức năng phần cứng như bộ tạo dao động, bộ khuếch đại, bộ công suất và DAC cao cấp, giúp cho Activo CT10 trở thành một thiết bị rất nhỏ gọn nhưng không phải hy sinh chất lượng âm thanh.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, máy nghe nhạc CT10 cung cấp 8 bộ lọc hoặc một bộ EQ 10 band, cho phép bạn thoải mái tùy chỉnh trải nghiệm nghe nhạc theo sở thích với 8 bộ EQ. Thực sự trong quá trình trải nghiệm mình cảm thấy rất bất ngờ luôn, đúng là máy nghe nhạc có khác, âm thanh phát ra khác hẳn so với âm thanh trong điện thoại. Thường thì với điện thoại, nhạc thế nào thì mình nghe vậy, nhưng với máy nghe nhạc thì từng âm thanh, từng âm bass, âm mid, âm treble rất là rõ ràng, nói chung rất là đã tai luôn. Đúng là với chất lượng âm thanh của After & Kern thì không có gì bàn cãi ở đây cả. Và nếu để mà so sánh bỏ ra 8 triệu đồng để mua một chiếc máy nghe nhạc hay một chiếc điện thoại thì đó là một sự so sánh rất là khập khiễng, bởi vì tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi. Phần lớn chúng ta chủ yếu nghe nhạc qua định dạng MP3 chất lượng kém, dung lượng nhỏ. Tuy nhiên, những người chơi audiophile nghiêm túc muốn nghe nhạc di động thường đầu tư vào những chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số của các hãng nổi tiếng như After & Kern hay là Kowon và sử dụng các dịch vụ stream nhạc chất lượng cao như Tidal hoặc là Qobuz. Tóm lại, mình cảm thấy việc sở hữu một chiếc máy nghe nhạc là hoàn toàn cần thiết nếu như bạn là người có mong muốn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao như cách mà những kỹ sư phòng thu hướng tới. Và CT10 thực sự là một thiết bị đáng cân nhắc nếu các bạn đang có ý định sở hữu cho mình một thiết bị nghe nhạc cá nhân. Trên đây là video unbox và đánh giá nhanh máy nghe nhạc cá nhân After & Kern Archivo CT10. Nếu các bạn có bất cứ bình luận nào, vui lòng để lại dưới comment để chúng mình cùng bàn luận thêm nhé. Video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của FG House. Bye bye!